Hai nữ sinh lớp 8 ở Quảng Bình liều lĩnh đột nhập nhà dân. Thiếu tiền tiêu xài, hai nữ sinh đang học lớp 8 ở Quảng Bình đã đột nhập nhà dân, trộm 40 triệu đồng tiền mặt và nhiều dây chuyền vàng có giá trị lớn. Cụ thể chiều ngày 28 tháng 4, công an huyện Quảng Trạch Quảng Bình cho biết đã đấu tranh, làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại một nhà dân ở địa bàn xã Quảng Xuân, gây xôn xao dư luận. Thủ phạm vụ án là hai nữ sinh VTTT và VNPT cùng sinh năm 2009, trú ở xã Quảng Xuân huyện Quảng Trạch. Theo tiến trình điều tra vụ án, sáng ngày 26 tháng 4, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo của ông Phạm Văn Hát sinh năm 1964 ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân về việc gia đình bị mất trộm tài sản, gồm 40 triệu tiền mặt và hai dây chuyền vàng, một lắc vàng. Tổng số tài sản bị mất trộm khoảng 80 triệu đồng. Công an đã triển khai lực lượng, bằng nghiệp vụ đã tiến hành truy xét, khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Chỉ ít giờ sau, Công an huyện Quảng Trạch xác định hai nữ sinh VTTT và VNPT chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại gia đình ông Phạm Văn Hát. Tại cơ quan công an, hai nữ sinh thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định và thực hiện vụ trộm nói trên. Hiện công an huyện Quảng Trạch đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, tránh để xảy ra tình trạng các em có hành vi vi phạm pháp luật.